Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Techcon Channel. Như các bạn có đã biết thì trong 2 tháng gần đây thì mưa bão đang tấn công vào các thành phố lớn như là Hà Nội và Hồ Chí Minh đúng không? Như các bạn thấy thì thành phố Hồ Chí Minh ý, đến thành phố Hồ Chí Minh nhá, còn ngập lụt ý, thì các bạn có thể hiểu là mưa bão nó tấn công khủng khiếp như nào rồi đúng không? Và mình thì khi ra ngoài đường ý, cứ mỗi khi trời mưa thì mình cũng rất sợ chiếc điện thoại của mình bị ngấm nước. Tại vì chiếc máy của mình thực ra là cũng không có khả năng chống nước mà. Vậy nên là mình toàn vứt máy ở nhà thôi. Nhưng mà cứ mỗi khi vứt máy ở nhà ấy thì cứ y như rằng là lại có cuộc gọi nhỡ đến, mà lại còn những cuộc gọi quan trọng cơ. Vậy nên là bây giờ mình thấy là cái tiêu chuẩn chống nước ấy nó cũng rất là quan trọng trên smartphone, và nó là một thứ thiết yếu không thể thiếu trên các smartphone hiện nay rồi. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đưa ra cho các bạn top 5 những chiếc smartphone có khả năng chống nước mà theo mình đang là rất đáng mua ở thời điểm hiện tại nhé. Thứ nhất, bộ đôi iPhone 7 và iPhone 7 Plus giá khoảng 17 cho đến 18 triệu đồng. Sau tất cả, Apple cũng đã trang bị cho iPhone 7 cũng như là iPhone 7 Plus bộ đôi siêu phẩm mới nhất của mình, tiêu chuẩn chống nước chống bụi chuẩn IP67. Theo Phone Arena, chữ số 6 là khả năng chống chọi sự xâm nhập của các vật thể nhỏ với 7 mức cấp độ từ 0 cho đến 6. Vậy nên sẽ không có bất kỳ một hạt bụi nhỏ nào có thể xâm nhập vào bên trong làm hư hại các bộ phận của thiết bị. Chữ số 7 biểu thị khả năng chống nước. iPhone 7 cũng như 7 Plus có khả năng sống sót sau khi bị ngâm nước ở độ sâu tối đa là 3,2 feet, khoảng 1 mét, trong thời gian là 30 phút. Như vậy, bạn hoàn toàn có thể sử dụng iPhone 7 trong các điều kiện ẩm ướt thông thường như là trời mưa, đi tắm hoặc thậm chí là đi bơi. Thứ hai, bộ đôi Samsung Galaxy S7, S7S giá chỉ từ 9 cho đến 14 triệu đồng. Samsung Galaxy S7 và S7S được trang bị khả năng chống nước chống bụi chuẩn IP68. Khả năng chống bụi của S7 và S7S tương đương với iPhone 7, tuy nhiên với khả năng chống nước thì lại nhỉnh hơn một chút. Theo công bố của Samsung thì S7 cũng như là S7S sẽ có khả năng chống nước ở độ sâu tối đa là 5 feet, khoảng 1,5 mét trong vòng 30 phút. Hiện sản phẩm này có 2 phiên bản, với phiên bản sách tay là giá chỉ từ 9 triệu đồng và hàng công ty với mức giá chỉ từ 14 triệu đồng. Thứ ba, Sony Xperia XZ giá dao động từ khoảng 13 triệu đồng. Được ví như một nhiếp ảnh gia cừ khôi với bộ ba cảm biến, sự ra đời của Sony Xperia XZ với mức giá chỉ hơn 13 triệu đồng đã tạo ra một cuộc đua tranh mới trong nhóm smartphone cao cấp. Hệ thống camera chuyên nghiệp với camera chính 23 megapixel, tích hợp 3 cảm biến, chống nước chuẩn cao nhất IP68, quản lý năng lượng pin thông minh, thiết kế ấn tượng với khả năng kháng nước truyền thống. Chỉ thế thôi cũng đủ thấy rằng Xperia XZ thực sự xứng đáng trở thành chiếc smartphone được vạn người mê. Thứ tư, Sony Xperia M5 giá rơi vào khoảng 6,5 triệu đồng. Sony Xperia M5 nhấn mạnh đến tính năng chụp ảnh với camera trước lên đến 13 megapixel và camera sau là 21 megapixel. Ngoài ra, sản phẩm còn được trang bị chức năng chống nước. Bạn không còn phải lo lắng nếu như mà Xperia M5 Dior của bạn bị bẩn. Chỉ cần rửa sạch thiết bị ở dưới nước là chiếc máy của bạn đã sạch bong xà bóng trở lại rồi. Còn nếu chẳng may bạn gặp một cơn mưa rào bất ngờ, hãy cứ tiếp tục tán gẫu hoặc chụp ảnh mà không cần phải lo lắng gì cả. Thứ năm, HTC Butterfly 2 giá rơi vào khoảng 3,6 triệu đồng. Tại thời điểm ra mắt thì sản phẩm này có mức giá rơi vào khoảng 7 triệu đồng, nhưng hiện tại thì giá đã giảm đi còn một nửa. Với các thông số nổi bật như màn hình IPS LCD 5 inch, độ phân giải là Full HD, vi xử lý Qualcomm Snapdragon 801 lõi tứ, RAM 2GB và bộ nhớ trong là 16GB, camera kép 13 megapixel ở phía sau, camera trước là 5 megapixel, loa kép boom sound, pin 2700 mAh, còn hỗ trợ thêm cả công nghệ sáng nhanh nữa, chống nước chống bụi chuẩn IPX7. Với cấu hình ấn tượng như vậy trong tầm giá và khả năng chống nước cùng camera độc đáo, sản phẩm này đang rất đáng để người dùng cân nhắc. Hiện tại thì hệ thống siêu thị di động chính hãng TechOne đã phân phối các sản phẩm trên với mức giá tốt nhất thị trường và hỗ trợ mua hàng trả góp với khoản tiền trả trước chỉ từ 20% giá trị sản phẩm. Cực kỳ là hấp dẫn đúng không nào? Ok, và vừa rồi thì mình vừa đưa ra cho các bạn top 5 chiếc smartphone có khả năng chống nước theo mình là rất đáng mua ở thời điểm hiện tại. Với cá nhân mình, trong 5 chiếc máy đó thì mình sẽ chọn chiếc HTC Butterfly 2, là chiếc HTC bướm 2 đấy. Tại vì nó có mức giá rất là tốt này, giá rẻ này mà lại có khả năng chống nước này, cấu hình thì cũng ổn, đủ dùng trong tầm giá của nó. Còn các bạn thì sao? Nếu như được lựa chọn giữa các chiếc máy đó, hoặc là nếu như mình còn thiếu những chiếc máy nào có khả năng chống nước cũng rất là tốt mà chưa có trong video này ấy, thì các bạn hãy comment phía dưới video giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta, chiếc iPhone 7 màu đen. Máy thì vẫn còn siêu và mình xin phép được bóc luôn zin của máy ra nhé. Cách đóng siêu của máy năm nay cũng là rất là khác biệt so với mọi năm. Ok, nói sơ qua một chút về mặt thiết kế thì chiếc máy này, nói thật là khi nhìn qua nó sẽ có một thiết kế gần như là giống với iPhone.